Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long, mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá thay đổi liên tục nha quý bà con, và hiện nay thì có sự chênh lệch rất là lớn giữa giá ở giữa và giá thương lái thu mua tại vườn. Hiện nay thì do tình hình thanh long đợt xuống thấp vừa qua thì bà con mình cũng nản và cũng không đầu tư nhiều, nên tình hình thanh long của bà con nông dân mình cũng rất là xấu, nên bán giá cũng không có được cao. Thì cụ thể là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 24.000 đến 27.000 đồng ký, loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 11.000 đến 13.000 đồng ký, loại 3 thì đang có mức giá đồng từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, hàng giả hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Đây là giá thanh long tại dừa nha quý bà con. Thanh long này thì phát tại dừa loại 1, loại 2, loại 3. Giá thanh long ruột đỏ loại 1 hiện nay ở khu vực miền Tây đang ở mức giá rất là cao, nhưng thực sự là bà con nông dân mình hiện nay ở vườn thì chỉ bán được loại 3 và loại 2, rất là hiếm vườn nào mà được loại 1 nha quý bà con. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 14, 15, 16. Bò sàn thì 12, 13, 14, hàng huyết hiện nay thì đang có giá đồng từ 17.000 đồng ký. Hàng giả hiện nay thì đang có giá đồng từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có giá đồng từ 17.000 đến 19.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có giá đồng từ 12.000 đến 13.000 đồng ký, 14.000 đồng ký. Loại 3 thì đang có giá đồng từ 8.000 đến 10.000 đồng ký. Hàng giả hiện nay thì đang có giá đồng từ 3.000 đến 4.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Hiện nay thì tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây đang cao hơn giá ở khu vực Bình Thuận từ 2.000 đến 3.000 đồng ký. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý vị nông dân, quý vị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui.